Ok, chào mừng tất cả em quay trở lại với channel của Đá Vlog. Ok, trước tiên mình nhận mấy cái phần quà của Thường Quân Đoàn mà Free Fire nó tặng cho mình cái đã. Cái này thì hình như là hôm qua mình không đăng nhập đúng không nhỉ? Ok, mình nhận huy hiệu rồi này. Mất mất mấy ngày đây. Đâu rồi, mình bây giờ là còn mỗi bốn cái này với hai cái này thì đổi là cái gì bây giờ? Hộp súng cũng không đổi kịp. Hình như mình đổi được hộp súng rồi sao mà hôm trước mình nhớ mình đổi hộp súng rồi sao á? Cái áo nhìn xấu xấu vãi nồi. Đây mình nhớ ra là điểm danh thêm cái này thì được 5 cái huy hiệu nữa, mình có 4 huy hiệu, đổi thêm một cái nó vẫn thiếu. Còn 10 tiếng nữa, còn 10 tiếng 22 phút nữa là hết đây này. Chả làm gì, đổi được có 5 cái này, mình đổi lấy cái hộp súng. Ok, mình điểm danh bù rồi nhá. Ô, hết là điểm danh bổ sung rồi. Vậy là tổng kết lại là vậy là hôm trước mình lấy hộp súng thì sao mà được 30 ngày vậy. Ok. Vào bắn sinh tồn một chút. Ok, vào bắn sinh tồn một chút anh em. Ok, vào Đối trận đầu mới đang rồi anh em vào. ơi. Chúng ta cùng vào đến với trận mới nào. Ôi, như có vẻ trận này không nhìn thấy gì rồi. Toang toang toang. Mày bắn theo cảm xúc rồi nào. Sau này là bọn nó cứ nhảy nhót như con chim này. Đéo bây giờ đầu đéo thấy nữa. Mẹ nó bắn kìa. Đéo nhìn thấy đầu đâu, nhưng bắn bắn đéo vào đầu được cái này. Mẹ nó điên rồi, Trần Văn Điên mà Lê Văn Ngáo rồi. Người ta ngoài đời thật lại là một người phụ nữ Trung Quốc, nữ tướng kinh điển chính nhất tộc, chỉ huy 5 loại tộc khổng lồ, là nỗi khiếp sợ của triều đình nhà Thanh, quyền lực nhất trong lịch sử của hải tặc. Format này, trận này chỉ có bắn format thôi, còn bắn được gì ngoài format nữa không anh em, cho ý kiến nha, cho ý kiến và bình luận ta xem nào. Như là đã tắt hết rồi, tí mình phải ra mình bật lại coi. Nó đéo vào đầu anh em ạ, thế mới cay như vậy. Bên kia có một thằng kìa, bên này có một thằng này anh em ơi. Đéo gì vậy? Bên kia có một thằng kìa, bên kia có một thằng anh em ơi, sang bên này này, sang bên này này. Xong rồi đây bạn ơi, mình đến đây bạn ơi. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Ok, trận này mua gì đây, chưa có giáp chưa có mũ đúng không? Mua giáp mua mũ luôn, mẹ mình là người có tiền mà các bạn. Mua hai quả bom luôn. Sao nhìn cái đàn đẹp phết anh em nhỉ, nhìn cái đàn này nhìn đẹp cũng được ấy, cũng ra gì chứ đúng không? Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, vẫn còn hack nha.
Phải mất 143 máu này. Mất máu rồi. First blood. Cứu tôi. Chó này nó bắn mình này. Máu với cày. Ok kìa, thằng chó này lên đây lúc nào vậy? Đéo nó nốc được một thằng kia rồi, xong lại cuối cùng nó lại cứ mẹ ai mất thế mới điền nhỉ. Mấy ông này bắn kiểu gì đấy? Ôi tối, mẹ mua phát hết mẹ luôn rồi. Sang đây, sang đây, sang đây, sang đây, trốn nhanh. Trốn nhanh móc lẹ. Trốn nhanh móc lẹ, trốn nhanh móc lẹ. Múc nào, múc nào, múc nào, múc nào, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa bạn ơi. Sợ mấy hôm nay không bắn mà vào bắn nhẹ cảm tưởng bị nghếu anh em ạ. Một cảm tưởng bị nghếu không hề nhẹ. Bên này có một thằng này, một đen có một thằng bên. Không biết là bên đây có thằng nào không thì mình không rõ nữa. Bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này, bên này có thằng. Mà e này nữa. Double kill. Triple kill. Chắc là kéo mới à? Kéo mới à, kéo mới à. Mẹ cái trận đèn thế. Không biết mấy thằng kia ở đâu ấy chứ. Mẹ mấy hôm nay bắn mẹ mình nốc được hai thằng. Làm gì đấy? Em bom gì? Em bom gì để chúng mày? Nào bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Xong rồi, xong rồi, xử đi bạn ơi. Chúng tao mấy con cờ hó này. Yếu chứ con. Mấy kênh 300k thì là ngâm bao lâu rồi? Mấy kênh 300k thì bạn ngâm được bao lâu rồi? Mẹ mày vỡ đầu chứ con. Cái thằng Lin này. Trên đầu kìa. Ô bên này.
Hai bạn ơi, hai bạn ơi. Hai có bạn ơi. Bên này còn một thằng, bên này còn một thằng bạn ơi. Thằng ơi anh em ơi, được cái mạng đéo nó không vậy? Chết rồi các bạn ơi, chưa kịp mua cái thế này.